Lễ quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Lễ quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang được cử hành trọng thể từ 7 giờ sáng nay và diễn ra trong 2 ngày. Sáng nay, lễ viếng chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt đầu tổ chức đồng thời ở Hà Nội, Ninh Bình và thành phố Hồ Chí Minh. Tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, nơi quàn linh cữu Chủ tịch nước, lễ viếng diễn ra từ 7 giờ. Lễ truy điệu được tổ chức vào 7 giờ 30 sáng mai ngày 27 tháng 9 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, lễ an táng từ 15 giờ 30 cùng ngày tại quê hương Chủ tịch nước, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu Chủ tịch nước. Lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Báo Vietnamnet tường thuật trực tiếp tại 3 điểm trên. 5 giờ 40, quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong 2 ngày. Chủ tịch nước Trần Đại Quang sinh ngày 12 tháng 10 năm 1956, quê quán xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, thường trú tại số 8, phố Nguyễn Như Con Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được đảng, nhà nước, tập thể, các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, Chủ tịch nước đã từ trần hồi 10 giờ 5 phút ngày 21 tháng 9 năm 2018, tức ngày 12 tháng 7 năm Mậu Tuất, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tang lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổ chức theo nghi thức quốc tang trong 2 ngày 26 và 27 tháng 9. Linh cữu quan tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng, lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang diễn ra tại Hà Nội, Ninh Bình và thành phố Hồ Chí Minh. Lễ an táng từ 15 giờ 30 ngày 27 tháng 9 tại quê hương Chủ tịch nước, xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Trong 2 ngày quốc tang, các công sở, các nơi công cộng reo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí. 5 giờ 45 phút tại các tuyến phố hướng về khu vực nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, các lực lượng phục vụ tang lễ Chủ tịch nước đã có mặt để thực hiện nhiệm vụ như lực lượng cảnh sát giao thông, dân phòng, chuẩn bị hỗ trợ đảm bảo trật tự giao thông trong lễ viếng Chủ tịch nước. Ban tổ chức lễ tang thông báo, ban tổ chức đã chuẩn bị vòng hoa cho các đoàn vào viếng Chủ tịch nước, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân không mang vòng hoa vào viếng. Gia đình Chủ tịch nước xin chân thành cảm ơn và xin phép không nhận tiền cúng điếu. 6 giờ các tuyến phố quanh khu vực tổ chức lễ tang đã cấm đường. 6 giờ 28 phút tại Hà Nội, cô Vũ Thanh Hồng, 66 tuổi ở khu dân cư 13, phường Phương Liệt, Thanh Xuân chia sẻ đã đi từ 5 giờ 30 sáng đến nhà tang lễ để viếng Chủ tịch nước. Chúng tôi vô cùng biết ơn, cảm động và tỏ lòng thương tiếc Chủ tịch nước. Cô Hồng rưng rưng nước mắt chia sẻ. Cô cũng chia sẻ mong muốn được theo đoàn xe để đưa Chủ tịch nước về nơi an nghỉ cuối cùng. 6 giờ 30 bên trong nhà tang lễ tại Hà Nội. 6 giờ 58 phút đoàn chính phủ chuẩn bị xếp hàng vào viếng. 7 giờ 15 tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, trưởng ban tổ chức lễ tang đọc thông cáo đặc biệt. Đồng chí Trần Đại Quang sinh ngày 12 tháng 10 năm 1956, quê quán xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Trần Đại Quang vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26 tháng 7 năm 1980, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 10, 11, 12, Ủy viên Bộ Chính trị các khóa 11, 12, Chủ tịch nước từ tháng 4 năm 2016 đến nay, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, đại biểu Quốc hội các khóa 13, 14, trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 10 giờ 5 phút ngày 21 tháng 9 năm 2018, tức ngày 12 tháng 8 năm Mậu Tuất, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hơn 46 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Đại Quang đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí mất đi là sự tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Trần Đại Quang, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Trần Đại Quang với nghi thức quốc tang. 7:20, họ hàng nội ngoại Chủ tịch nước Trần Đại Quang đi quanh linh cữu để tiễn biệt. Vòng hoa của gia đình mang dòng chữ "Vợ và các con vô cùng thương tiếc". 7:27, đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng đoàn vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 7:28, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi sổ tang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ghi sổ tang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ghi sổ tang. 7:45, đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Vòng hoa của đoàn ghi dòng chữ "Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đại Quang". Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 7:55, đoàn Bộ Quốc phòng do Ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch làm trưởng đoàn vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đoàn Bộ Công an do Ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Tô Lâm làm trưởng đoàn vào viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 7:58, hình ảnh lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà xóm 13, xã Quang Thịnh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Di chuyển thế nào trong 2 ngày quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt? An toàn phục vụ lễ quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Công an thành phố Hà Nội đã có kế hoạch phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện. Những tuyến đường cấm trong 2 ngày quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Trong 2 ngày 26 và ngày 27 tháng 9, thành phố Hà Nội hạn chế các xe chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 ký trở lên. Xe khách từ 25 chỗ trở lên, trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ quốc tang. Trên một số tuyến, để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt phục vụ lễ quốc tang Chủ tịch nước, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông, cấm và hạn chế phương tiện ở nhiều tuyến đường từ 6 đến 22 giờ ngày 26 tháng 9 và từ 6 đến 12 giờ ngày 27 đến 9, thành phố hạn chế các xe chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500 ký trở lên, xe khách từ 25 chỗ trở lên. Trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ quốc tang trên một số tuyến đường. Đó là các tuyến phố Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ, đoạn từ Lò Đúc đến phố Huế. Trần Khánh Dư, Đê Nguyễn Khoái, Đê 401, Trần Quang Khải, phố Huế. Lê Duẩn, chiếu đi từ Đại Cổ Việt đến Trần Nhân Tông. Ngô Thi Nhậm, Đại Cổ Việt, Trần Khắc Chân, Bà Triệu, phố Huế, Hàng Bài. Than phố cấm triệt để các phương tiện, trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ quốc tang trên các tuyến đường Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Công Trứ, đoạn từ Trần Thánh Tông đến Lò Đúc. Zexin, Trần Thánh Tông, Nguyễn Huy Tự, Lê Quý Đôn, từ Nguyễn Cao đến Zexin, Nguyễn Cao từ Lò Đúc đến Lê Quý Đôn. Hàn Thuyên, Hàng Chuối, đoạn từ Hàn Thuyên đến Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hổ, đoạn từ Lò Đúc đến Tăng Bạt Hổ. Từ 6 đến 12 giờ, ngày 27 tháng 9, hạn chế các loại phương tiện nêu trên, ở các tuyến Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chu Văn An, Trần Phú, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, Ngụy Như Con Tum, Khuất Duy Tiến, đoạn từ Lê Văn Lương Khuất Duy Tiến. Đến Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi, đường vành đai 3 trên cao, xe bị hạn chế cả hai chiều, đoạn từ nút giao Trần Duy Hưng. Đại lộ Thăng Long, đến đường dẫn ra cao tốc Hà Nội Ninh Bình. Công an Hà Nội yêu cầu tất cả chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện phải chấp hành sự hướng dẫn, điều tiết, phân luồng của lực lượng cảnh sát. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cũng đề nghị nhân dân các địa phương về dự lễ viếng, lễ truy điệu đi bằng phương tiện cá nhân. Gửi ô tô, xe máy tại đường Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, đường Hai Bà Trưng, đoạn từ phố Phan Chu Trinh đến phố Lê Thánh Tông. Đường Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư và các điểm trông giữ xe
ngoài phạm vi hạn chế, tạm cấm phương tiện. Thành phố đề nghị mọi người dân đi bộ trên vỉa hè, không đi dưới lòng đường, gây cản trở giao thông. Công an thành phố thông báo, phân luồng và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện hạn chế, tạm cấm tham gia giao thông theo tuyến đường. Các xe ô tô trong diện hạn chế, tạm cấm từ quốc lộ 5 đi quốc lộ 1A, 1B, qua cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì đi các tỉnh phía Nam. Xe từ quốc lộ 1A, 1B đi quốc lộ 5 đến Pháp Vân, qua cầu Thanh Trì hoặc theo đường Tam Trinh, Minh Khai để qua cầu Vĩnh Tuy đi các tỉnh phía Đông Bắc. Từ 7 đến 12 giờ ngày 27 tháng 9, các phương tiện từ các tỉnh phía Nam đi phía Bắc, qua cầu Thăng Long đến Pháp Vân. Lên đường trên cao cầu Thanh Trì, quốc lộ 5, Lý Sơn Trường Sa Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt. Các phương tiện từ Hà Nội đi Ninh Bình. Khuyến cáo các phương tiện đi vào quốc lộ 1A cũ. Xe từ quốc lộ 3, đi quốc lộ 5, theo đường Võ Văn Kiệt, quốc lộ 18. Quốc lộ 1B, quốc lộ 5.